Hello anh em, hello xin chào anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cài ngọc như là trang bị phù hiệu cho Nakroth mùa 19 nha anh em. Ok, về ngọc thì bây giờ mình sẽ lấy về ngọc nha. Ngọc thì mình sẽ lấy 4 viên độc đánh và kỳ lợi chí mạng nha. 4 viên nha anh em. 6 viên mình sẽ lấy ngọc kỳ lợi chí mạng. Hút máu thì anh em sẽ lấy 10 viên luôn nha. Ngọc tím á, tím hút máu. Còn ngọc xanh thì anh em sẽ lấy 10 viên công một lý và xuyên giáp. Ok, đó là bằng ngọc. Bây giờ sẽ lấy về trang bị nha. Trang bị thì anh em sẽ anh em lấy cũng như bông mấy cái mùa trước rồi. Đây phần trang bị đây anh em ơi. Đây là trang bị chuẩn của Nakroth nha. Ok, bây giờ sẽ qua cái phù hiệu. Theo mình thì mình sẽ lấy cái phù hiệu chuyển sinh nha anh em. Mình thấy chuyển sinh khá là ngon luôn. Còn cái phù hiệu mà cái phù hiệu luyện kim mới á, theo mình thì cái phù hiệu này không có phù hợp cho con thì tướng na đi rừng nha. Nó chỉ phù hợp cho những vị tướng là cấu rỉa cũng như là cái chiêu thức nó nhiều hơn, ví dụ như là con Willet nè, tu lên rồi các vị tướng nào mà cấu rỉa đấy. Okay. Mua nít liên quân, Free Fire, pub siêu bài giá rẻ, truy cập ngay funnygame.vn.